Hello là ok. Thì như cả nhà cũng đã biết, ở diễn biến tập 2 Su bị đầu gấu bắt nạt, thì lần này cái tên đầu gấu đã tìm tới trường của Su và lục cặp của Su. Lúc này á thì Su quá sợ nên Su đã bỏ chạy đó cả nhà. Tuy nhiên cái tên đầu gấu không hề tha cho Su mà vẫn dí theo Su và bắt Su lại. Lúc này hắn đã lục cặp và lấy ra được một chai nước. Ngoài ra tên này còn lấy thêm một hũ sữa của Su nữa đó cả nhà. Tiếp theo là tên này lấy một cái cặp của Su và toàn bộ sách vở của Su luôn. Sau đó thì tên đầu gấu lại bắt đầu yêu cầu Su lần sau đi học là phải giao nộp đồ ăn cho hắn, không là sẽ không cho Su vô trường nữa đó cả nhà. Lúc này thì Su đã bị mất hết toàn bộ sách vở, nên Su đã chạy đi tìm chị Thảo để thông báo cho chị Thảo là trên trường đã có xuất hiện một tên đầu gấu bắt nạt Su. Sao mày ghê vậy vậy Su? Con Su này nó tên Su, nó đi tìm cái con ấy chị nó. Lúc này thì chị Thảo đã lấy đồ ăn của mình và cho Su ăn. Tuy nhiên cái tên đầu gấu đã đứng ở phía sau và quan sát được. Hắn liền tiến tới và cướp đi bì đồ ăn của Su và bé Thảo đó cả nha. Thì ra cái con chị nó trong cặp nó chứa ấm kẹo nước nữa. Bây giờ mình ra mình lấy những cái thức ăn đó, giờ mình ướt cũng quá rồi. Thì mời cả nhà đón xem ở tập 3 này để biết diễn biến tiếp theo là gì nha. Còn con ta là giới cái chuyện với mày, con là ai rồi, mày thấy tao là ai không? Trời ơi, nóng quá. Hình xăm, ủa hình xăm mọi người. Nóng quá mày thấy chưa chưa? Chú như là, cháu nhớ hôm qua là chú lấy đồ ăn của Su đúng không chú? Hôm nay là mày nhớ rồi à. Hôm qua ba đã nói với mày rồi, nếu mà muốn đi học qua cái đoạn đường này là phải đem thức ăn nước cho tao. Tại sao hôm nay mày lại dám nói thức ăn đường này một mình mà không nước cho tao? Chết rồi mọi người, thì ra là nó tới theo dõi xuống rồi nó gặp mình nè mọi người. Bây giờ mình còn mỗi chai nước mà không biết làm sao đây. Ôi chú ơi, chú tha cháu được không chú? Cháu chỉ có mỗi mấy cái này thôi, bây giờ chú tha cháu được không chú? Đây là mấy cái đồ ăn mà cháu mua cháu để dành cho ăn mà chú. Bây giờ chú lấy hết đi, chú tha cho cháu với lại xuống được không chú? Tao là thằng gấu, mà nên nhớ, ta chỉ lấy thức ăn thôi. Trời ơi mọi người, Su gặp nói là Su sợ nè mọi người. Su cứ núp núp vô người mình nè mọi người. Tổ Su ghê. Chú đã đạo với cháu rồi, có thức ăn phải giao nộp cho chú. Chú cháu không tự nhiên giao nộp cho chú thì hôm nay chú sẽ lấy hết tất cả những thức. Chú sẽ lấy cái tập phần học của cháu luôn. Để sau cháu phải nhớ nộp thức ăn cho chú. Chú ơi chú trả lại cặp sách cho con được không chú? Chứ cặp sách con đó là con phải đi học với chú. Cháu không nghe lời chú thì hôm nay là chú sẽ thu hết tất cả những thức ăn này. Ngày mai cháu hãy đem thức ăn tới cho chú sẽ trả những cái sạch đây lại cho cháu. Nô mà chú và cháu về cháu cũng phải làm bài tập rồi này nọ nữa chú trả đây. Có thấy gì không? Nên nhớ chú là chung quận ta, quận này là của chú. Cả nhà thấy không, lúc này á thì cái tên đầu gấu bắt đầu dỡ vỏ ra đó cả nhà, để hù dọa em Thảo nhằm mục đích là để cho em Thảo sợ đó cả nhà. Ôi chú ơi, chú trả lại cặp sách cho con đi chú. Thôi Su ơi, bây giờ mất hết cặp sách rồi, giờ làm sao đi Su? Ôi bây giờ đi về đâu anh Thắng đi. Rồi đi Su. Ok cả nhà nha. Thì hiện tại á là mình đang đi tìm cái tên đầu gấu đó nha cả nhà. Thì cái tên đầu gấu đó mình nghe nói là nó hay xuất hiện ở ngay chỗ trường học và các khu vui chơi. Do những cái chỗ đó có nhiều em học sinh đó cả nhà. Nên bây giờ á mình ghé trường học rồi không thấy. Thì bây giờ mình đang ở khu vui chơi này cả nhà. Mà bây giờ mình hiện tại mình vẫn không thấy nó ở đâu cả. Không biết là nó ở đâu nhờ. Mình mà tìm ra được nó là mình xử nó. Chứ tại sao nó dám ăn hiếp mấy học sinh cả nhà. Tức thiệt á. Không biết là nó ở đâu rồi. À, cả nhà, mình thấy ở phía xa xa kìa, có một cái thằng nó mặc đồ rất là nhiều màu luôn. Rất là giống với những cái gì mà em Su kể với mình. Bây giờ mình sẽ coi nó làm cái gì nha cả nhà. Nó đang có một cái biểu hiện rất là đáng nghi ngờ luôn. Ok. Thì lúc này á, em Bông đi học ra liền ngồi đợi anh Sen tới đón đó cả nhà. Tuy nhiên á, thì ở đâu xuất hiện một cái tên rất là kỳ lạ luôn. Hắn có một cái dấu hiệu á, rất là đáng nghi và đã tiếp cận em Bông đó. Trời ơi, cái tên này còn ghê gớm hơn cái tên trước nữa cả nhà. Hắn tới là hắn liền lục cặp của em Bông liền. Tại sao trong cặp không có đồ ăn? Có biết ngồi đây là phải thật với mèo cái không á? Cái con này, nó cái mặt chơi 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 ra hả? Nhà của nó đâu? Tên chứ gì? Trời ơi, cả nhà thấy không?
đó, cái thằng kia kìa, mặc đồ rất là nhiều màu luôn, giống y chang những cái gì mà em Su kể. Mà nó đang ngồi gạch cạnh em Bông biết lại làm gì. Thứ nhất cả nha, nó còn chụp hình em Bông nữa kìa cả nha. Hình như là đang bắt nạt em Bông hay sao cả nha. Đúng rồi đó, đúng rồi, nó đang làm gì em Bông kìa cả nha. Cái tay nó đang đụng với em Bông kìa, có khi nó đang tác động vật lý với em Bông đó. Trời ơi, như các bạn em Bông rất là sợ luôn cả nha. Đúng rồi, chắc chắn là thằng này rồi, chứ không bằng nào nữa cả nha. Chính là nó rồi đó, nó là cái thằng đầu gấu đó. Bây giờ mình sẽ ra mình bắt nó để mình trả thù cho em, mình lấy lại công bằng cho Su với Bông nha cả nha. Mày chết với tao. Cái gì? Mày bắt nạt em Bông đúng không? Tuy nhiên lúc này á thì cái tên lạ mặt này bắt đầu bỏ chạy đó cả nha. Nhưng mà dưới cái sức mạnh của anh Sen thì tên này đã bị khống chế rồi đó cả nha. Lấy ra lại nhanh Bông ơi. Nhanh lên nó chạy mất. Nhanh lên được cả nhanh. Mày là cái thằng đầu gấu, mày định ăn hiếp em Bông hả? Bông lên đây, có mày nó không? Không biết gì hết, mày đến cái gì? Tao rõ ràng là thấy mày lấy cái tay, mày tác động vật lý cho em Bông. Tao chỉ thích ảnh thôi mà, tao có làm gì đâu. Mày đừng có xạo, mày á là mày đang giải đo đúng không? Tao không tin đâu, bây giờ á, tao sẽ trừng trị mày tại vì lý do mày là tên đầu gấu. Đúng rồi. Xin lỗi. Tại vì á là ở đây nó xuất hiện một tên đầu gấu mà nó kêu là nó ăn mặc lìa liệt, nên ra tôi nhìn anh giống lìa liệt nên tôi nhầm. Hay là thôi, chạy 2022. Tôi xanh đỏ ra, Bông á, Bông không chịu nói anh gì hết, để quấn làm người thấy không? Thôi em xin lỗi anh. Dạ, tôi không có cần chứng minh tôi vậy. Xin lỗi. Chết rồi Bông ơi. Anh nhìn mình nhìn nhầm làm người rồi. Mình lỡ mà quýnh ông dữ quá rồi. Thôi bây giờ mình bỏ chạy đi, không quýnh chết. Ôi xe mày làm cái gì đâu không à? Hên ghê Bông. Hên là mình chạy kịp á. Mình mà chạy không kịp á là tiêu rồi. Hên á, coi chừng ổng có dí theo không? Núp hồn. Thế ra á, cái ông đó ông Việt Kiều, ông thấy em dễ thương không chấp hình, không phải đầu gấu. Hên ghê á, mình quýnh lộn người rồi. Ê Thảo, ra vô đây, lên. Ray, Thằng Xuân. Sao vậy đó? Anh vừa mới phát hiện một cái thằng, nó mặc đồ lè lè, anh có tưởng là đầu gấu. Nó tới anh, nó chụp hình em Bông, mà anh tưởng là nó quấn em Bông. Anh chạy vô, anh quấn nó bầm dập luôn. Hóa ra nó là ông Việt Kiều, ông thấy Bông đẹp quá, ông chụp hình. Ủa vậy là anh đánh nhầm hả? Thôi chào, anh thấy thằng đầu gấu nó ở đâu luôn á Thảo. Hồi nãy em với Su á, bắt gặp đầu gấu á anh. Em gặp hả? Dạ, nó lấy hết đồ ăn của em rồi, nó lấy cặp của Su rồi, dép của Su rồi, còn nó lấy cặp của em nữa. Đâu? Đây nè anh. Trời ơi cả nha. Vậy là cái thằng đầu gấu nó lại xuất hiện ở trường của em Su nữa rồi. Mà không những anh á, ở ngoài trường nữa đâu, anh nó đi vô thẳng trong trường Su nó lấy đúng không anh? Trời ơi, vậy là ghê như vậy hả? Đúng rồi nha. Ôi tội Su dữ vậy, các bạn đâu mua gì? Nó bận đồ màu cam á, nó kêu là ông trùng quận cam này nọ á anh. Mình tức thật rồi cả nha. Buổi sáng giờ mình đi tìm nó để mình trừng trị nó. Vậy mà cuối cùng á là nó lại vô trong này nó bắt nạt em Su. Được rồi, mình có một cái kế hoạch rồi. Ngày mai mình sẽ canh ngay trường của Su luôn. Đó, để mình tìm ra nó, mình trừng trị nó nha cả nha. Được không? Được, anh nhất là phải lấy lại cặp của em rồi đồ của Su Bông nữa anh. Chứ mẹ nó lấy hết cặp của em sao em đi học được anh. Thật thiệt đó chứ. Thôi, bây giờ á về nghỉ ngơi đi. Anh về anh sẽ bày một kế hoạch để ngày mai bắt nó. Ok cả nha, mai mình sẽ tóm cái thằng đầu gấu đó nha cả nhà coi nha. Ok. Thì cái lúc này á, cái tên đầu gấu sau khi mà lấy được đồ của bé Thảo và các em học sinh á, thì hắn liền tới một căn cứ của hắn để kiểm tra số lượng đó cả nha. Đúng là mình là đầu gấu thật á. À, đúng là có nào nó cũng sợ mình, hôm nay mình trúng đánh nè. Mình lấy được một đống đồ với lại một cái chạm cỏ tanh nè. À, mình ngồi mình nghĩ chứ hả? Hôm nay khách là nổi. Đây. Mà thu hết sách bộ của những con bé ra luôn. Mà thu hết sách bộ của nó nè. Đó, cổ nè, sữa nè, dây nè, mà không thích. Để ngày mai, con tí nó sẽ đem thức ăn đến
cổ của nó đấy. Và đặc biệt ở đây nó toàn nước nè. Rồi chưa? Đúng là đồng gấu có khác. Nên nó nhỏ là nó không sợ. Đây, anh nhìn cái túi của mình có đây nè. Nó không sợ đâu. Thôi, mình về. Mình sẽ thưởng thức những cái thứ. Mình sẽ thưởng thức những cái thức ăn này. Rồi ngày mai, mình lên mình gặp nó. Mình sẽ lấy thức ăn tiếp. Mình sẽ tin thôi. Đó, cả nhà thấy chưa, cái tên đầu gấu này nó ghê thiệt chứ. Nó lấy hết toàn bộ sách vở, giày dép và đồ ăn của em Su và Bông luôn đó cả nhà. Thì liệu rằng á, anh Sen có thể tìm được nó và chừng trị lấy lại công bằng cho em Su và Bông được hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.